về. Hôm nay rất là mát mẻ luôn mọi người ạ. Thì shop đang ở trên rừng ở ngay đường đi thôi mọi người. Hôm nay shop chặt nứa về tính làm cơm lam á. Bởi vì tối nay ở lại lán nên tính làm cơm lam ăn, bởi vì cũng lâu lắm rồi không làm mọi người ạ. Mà đúng cái cây nứa này thì lại làm được cái bài thuốc nên shop sẽ hướng dẫn mọi người làm nha. Bài thuốc này là trị sâu răng nha mọi người. Khi đốt là mọi người lật úp nó xuống nha, để cho nó cháy xong rồi nó sẽ bốc hơi ra ở trong cái ống này này mọi người. Chút nữa sốt sẽ chỉ cho mọi người nhìn thấy nha. Sốt mà bỏ ít quá nên giờ nó khó cháy mọi người ạ. Đây, sau khi đốt cái cây nứa nó xì hơi xì khói nha mọi người. Thì mọi người sẽ dùng nó để úp vào cái con dao nha. Úp nó vào con dao như vậy nha mọi người. Và làm đi làm lại nhiều lần nha. Đây. Đó mọi người nhìn úp vô vậy nha. Đây, mọi người cứ úp đi úp lại. Đây, cho mọi người nhìn này, úp sát vô nha mọi người. Sau đó mình lại thay sang cây bên này nha. Nóng quá mọi người ạ. Đây mọi người, sau khi úp đi úp lại nhiều á, thì nó sẽ có một cái lớp váng mỏng mỏng nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ có một cái lớp váng mỏng mỏng ở trên này này, trên con dao này. Thì mọi người sẽ dùng con dao khác nha. Tại vì shop có một con dao thôi nên sẽ dùng cái cây nứa này để cạo này mọi người nha. Mọi người cạo lấy cái phần mà nó đọng lại của cái cây nứa đó. Ủ gió quá bay hết rồi mọi người ạ. Vì gió quá nên shop sẽ hướng dẫn thôi, còn mọi người làm thì nhớ tránh gió đã nha mọi người. Trời cũng gần mưa nên shop không có úp được nhiều nên nó không được nhiều lắm đâu mọi người ạ, được có một tí thôi. Đó mọi người cạo lấy cái lớp đây này mọi người. Đó, cái bột váng mà nó đọng từ cái phần mà mình úp cái cây nứa lên con dao nha. Thì mọi người lấy cái đây này. Đó, cái đen đen đây mọi người thấy không? Thì mọi người làm nhiều một chút thì nó sẽ có nhiều mọi người ạ. Đây, sụp cạo ra cũng có nhưng mà tại vì gió thổi bay hết rồi nha. Đây, đây là cái phần đó nha mọi người. Thì mọi người đốt lâu thì nó sẽ có nhiều và nó hơi ướt ướt nha. Đó, rồi mọi người dùng cái bột này này. Cái chất này nha mọi người, bỏ vô cái chỗ mà răng bị sâu á, cái lỗ sâu ăn đó nha mọi người.
Cái này là trị sâu sâu răng thôi nha, chứ không phải là trị nhức răng khác nha mọi người, chỉ trị sâu răng thôi. Thì mọi người nhét cái bột này này, nhét cái bột này vào trong cái lỗ sâu của con sâu ăn nha. Thì sẽ hết thôi, con sâu sẽ chết nha mọi người. Sốp cũng dự định đi đặt bẫy để nếu mà bẫy được chuột hay sóc gì đó sẽ làm một cái món khác để làm cái video ẩm thực cho mọi người xem, nhưng mà trời cũng gần mưa rồi thì chắc là Sốp sẽ đi về luôn mọi người. Từ lán lên đây cũng gần 3 cây số á mọi người, nên chắc Sốp sẽ đi về. Mọi người nhìn này, trời rất là mát nhá, cũng gần mưa rồi, mây đen đầy trên trời luôn mọi người ạ. Đó mọi người thấy không, mây trắng bạc bạc á. Tạm biệt mọi người.